Trí tuệ sinh ra trong tĩnh lặng, còn ngu muội sinh ra trong oán giận. Các bạn thân mến, hàng ngày bắt xe buýt, bạn có thể nhìn thấy rất nhiều người đợi xe ở bến. Nếu trên tay họ không cầm chiếc điện thoại di động, thì lại đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Bến xe buýt giống như một bức tranh biếm họa ồn ào, người càng đông thì càng chẳng thể tĩnh tâm lại. Con người hiện đại chúng ta có thể giữ mình không lướt điện thoại được bao lâu? Khi cùng dùng bữa với người khác, bạn có thể không cầm điện thoại lướt web trong bao lâu? Dường như điều này rất khó thực hiện, điều đó cũng cho thấy rằng tâm của người hiện đại rất khó để tĩnh lại. Nhưng tĩnh tâm lại sẽ giúp bản thân thọ ích vô cùng, thậm chí còn hóa giải nguy cơ tiềm ẩn bên mình. Thời xưa có một nhà phú hào, để tránh biến loạn, ông đã mang hết gia sản của mình đổi thành ngân phiếu. Ông còn đặc biệt chế ra một loại ô giấy thấm dầu và cẩn thận giấu tờ ngân phiếu vào trong cán chiếc ô này. Sau đó ông hóa trang thành một người dân bình thường, mang theo chiếc ô về quê ở ẩn. Không ngờ trên đường xảy ra chuyện ngoài dự liệu, vì quá mệt mỏi, ông đã ngủ một giấc ở cái chòi hóng mát. Sau khi tỉnh dậy thì chiếc ô không cánh mà bay. Vị phú hào đã lăn lộn thương trường nhiều năm, nên đột nhiên xảy ra biến cố vẫn tinh tâm suy nghĩ. Sau khi quan sát tỉ mỉ, ông phát hiện chiếc túi ông mang bên mình vẫn còn nguyên vẹn. Ông đoán rằng người cầm chiếc ô có lẽ không phải là một tay trộm chuyên nghiệp, mà chỉ là người qua đường tiện tay lấy chiếc ô của ông mà thôi. Người này hẳn là sinh sống gần đây. Vị phú hào quyết định ở lại địa phương này, mua vài dụng cụ sửa ô và kiên nhẫn chờ đợi. Xuân đến thu đi, vèo một cái 2 năm trôi qua, ông cũng đã quen với nhịp sống, có lúc dường như quên mất chiếc ô nọ. Một dịp khách sửa ô, ông chợt phát hiện rằng người ta sẽ mua một chiếc ô mới nếu ô của họ quá cũ. Thế là vị phú hào làm một tấm biển, mua bán ô và đổi ô cũ lấy ô mới với giá cả rất rẻ. Suốt một thời gian, dòng người đến đổi ô tấp nập. Không lâu sau, một người trung niên cầm chiếc ô bằng giấy thấm dầu rách nát bước tới. Vị phú hào mặt không biến sắc, đổi cho người kia một chiếc ô mới. Sau khi người ấy rời đi, vị phú hào bước vào trong nhà và mất tăm mất tích kể từ đó. Câu chuyện này có thể cho chúng ta thấy rằng, tĩnh sinh ra trí huệ, vị phú hào lặng lẽ chờ đợi chính là trí huệ của sự tĩnh tại. Đối với cuộc đời mỗi người mà nói, học cách tĩnh tại chính là một thứ tài sản vô giá. Nó sẽ khiến bạn hiểu rằng, hệ sóng to gió lớn xuất hiện, mây đen ùn ùn kéo tới bao phủ cả bầu trời, thì lo âu sầu muộn chỉ là chuyện vô ích. Lo lắng đôi khi còn khiến sự tình trở nên tệ hơn, chỉ có sự tĩnh tại mới có thể khiến bạn vững vàng hơn, từ đó vãn hồi được tổn thất. Trong cuộc sống hàng ngày, muốn rèn luyện khả năng tĩnh tại cho bản thân, trước tiên cần giảm bớt những dục vọng vô biên giới của mình. Tiếp đó ta có thể học theo cổ nhân ngồi tĩnh tọa, tĩnh tâm, tức là liều thuốc tốt cho thời đại phân tâm của chúng ta ngày nay. Yên lặng đếm từng hơi thở, không hối tiếc về quá khứ, chẳng lo lắng đến tương lai, chỉ đơn thuần cảm nhận thời khắc mình đang sống. Một động tác đơn giản như vậy sẽ giúp bạn tìm lại sức tập trung và sự trầm tĩnh, mang đến cho bạn những tia hy vọng và dũng khí. Khi bạn cảm thấy thế giới này đang chống lại mình, hãy giúp mình tìm một con đường về. Giống như một cốc nước, bên trong có rất nhiều cặn, nhưng khi bạn để cốc nước tĩnh lặng trên bàn, thì những hạt cặn sẽ dần lắng xuống, bạn sẽ có thể nhìn thấy phần nước trong suốt phía trên. Ngu muội được sinh ra trong oán giận. Con người sống ở đời ai có thể tránh khỏi những lúc gặp chuyện trái lòng nghịch ý, và khi cơn giận đã lên tới đỉnh đầu, ai còn có thể khống chế được đây? Tuy nhiên, để biết tức giận đúng người đúng lúc đúng cách thì lại là việc hoàn toàn khác. Khi bị người khác khiêu khích, đối với một người bình thường thì việc phản ứng lại là điều rất tự nhiên. Hay khi gặp một ai đó làm điều sai trái, chúng ta không nhẫn được cũng liền nổi cơn tam bành. Làm như vậy có thể phần nào giúp chúng ta giảm đi một phần khó chịu trong lòng, nhưng sau đó thì sao? Bạn có khi nào hối hận vì những điều mình làm khi tức giận không? Tức giận liệu có thể giải quyết được căn bản của vấn đề, có thể đạt được kết quả viên mãn không? Có thể giúp mối quan hệ giữa hai người được tốt hơn không? Thường thì câu trả lời là không, kết quả của oán giận còn đáng sợ hơn cả nguyên nhân khiến ta tức giận.
Có câu chuyện kể về một người phụ nữ viết thư cho nhà văn nổi tiếng Dale Carnegie. Nguyên nhân bởi ông đã lên truyền hình nói về những việc liên quan đến ngài Tổng thống Lincoln, trong đó rất nhiều cột mốc thời gian đều sai. Người phụ nữ đó rất tôn kính Tổng thống Lincoln, cho nên đã viết một bức thư với những lời lẽ vô cùng phẫn nộ. Nếu như ngay cả những điều truyền kỳ căn bản về cuộc sống của ngài Lincoln ông đều không biết, vậy thì đừng có lên truyền hình mà nói, đây là một việc sỉ nhục đối với ngài Lincoln. Còn nếu như tài liệu của ngài không đầy đủ, vậy thì hãy chuẩn bị đầy đủ rồi hãy lên diễn giảng. Dale Carnegie khi đó đã là một người rất nổi tiếng, có rất nhiều tác phẩm bán chạy trên thị trường, được độc giả hoan nghênh đón nhận. Vậy nên, khi đọc được bức thư này, ông cảm thấy vô cùng tức giận, lập tức viết hồi đáp cho người phụ nữ đó bằng những lời lẽ oán giận. Tuy nhiên, vì trời đã muộn, người giúp việc đã trở về nhà nên bức thư không thể gửi đi ngay được. Vậy nên, ông để tạm bức thư trên bàn. Sáng hôm sau, khi chuẩn bị đem bức thư này cho người giúp việc đem đi gửi, ông xem lại lần nữa, trong lòng cảm thấy mình đã viết với những lời lẽ quá phẫn nộ. Người phụ nữ đó không hề dùng những lời lẽ như thế này. Không những vậy, những gì mà cô ấy nói cũng phần nào có đạo lý. Vậy là ông đã viết một bức thư khác để gửi cho người phụ nữ đó. Nội dung bức thư mới không hề có một lời oán giận nào, mà thay vào đó là sự cảm ơn sâu sắc đối với người phụ nữ đó. Ông nói nó giúp ông tỉnh ngộ, nhìn ra được cái sai của mình. Sau đó ông lại nghĩ, nếu như một sự việc to lớn như vậy lại có thể thay đổi hoàn toàn trong 12 giờ đồng hồ, vậy sao mình không thử đợi thêm vài ngày nữa, hãy gửi bức thư này đi. Ông bắt đầu làm một thực nghiệm. Ông để lại bức thư mới này trên bàn, đến tối ông lại đọc lại thêm một lần nữa. Sau khi đọc xong, ông muốn sửa đổi một số chỗ. Và cho đến ngày thứ bảy, nó đã hoàn toàn biến thành một bức thư với đầy đủ những lời lẽ chân tình, thâm đẫm tình cảm, lòng biết ơn. Sau cùng, người phụ nữ đó được chứng thực là người nói thật lòng nhất. Và đối với Dale Carnegie mà nói, cô đã trở thành người bạn quan trọng nhất trong cuộc đời của ông. Nếu như hôm đó người giúp việc của Dale Carnegie không về sớm mà đem bức thư đầu tiên đi gửi, thực sự không thể hình dung kết cục rồi sẽ ra sao. Chắc chắn nó phải là một kết cục tệ hại hơn bao giờ hết. Hai người sẽ trở thành những kẻ thù địch của nhau. Tức giận không phải lẽ thường tình. Trong kinh điển của người Do Thái có viết, khi con người tức giận thì chính là lúc dễ mắc sai lầm nhất. Bất luận nguyên nhân là gì, thì khi chúng ta không tự chủ được chính mình, lúc đó rất có thể sẽ làm tổn thương một ai đó, hủy hoại đi một mối thâm tình nào đó, thậm chí dẫn tới sự hối hận cả đời. Nguyên nhân của mọi tội lỗi cũng giống như ốm đau bệnh tật, phần lớn đều bắt đầu từ sự tức giận. Nó chính là nguyên nhân góp phần đưa chúng ta đến chỗ thất bại. Rất nhiều tội phạm gây ra tội ác nghiêm trọng, khi được hỏi họ đều có chung một câu trả lời: nếu như lúc đó tôi không tức giận như vậy, thì có lẽ đã không hành động như thế. Khi cơn tức giận qua đi, thì sự hối hận cũng bắt đầu ngự trị. Vậy nên, sống mà có thể tĩnh lặng với thế nhân mới là minh trí. Chỉ cần khi đối diện với sự tức giận, chúng ta hãy tĩnh lặng chờ đợi cho 5 giây qua đi. Có thể chỉ 5 giây ngắn ngủi, nhưng hiệu quả mang đến lại to lớn vô cùng. Và nếu như có thể nhẫn nại 1 phút, rồi 10 phút, rồi 1 tiếng, và sau đó là 1 ngày, bạn sẽ thấy rằng sự tĩnh lặng là vị thầy chỉ đường tốt nhất cho mọi chúng ta, và chờ đợi cũng chính là vị thầy chữa lành mọi vết thương. Có câu, trí huệ sinh ra trong tĩnh lặng, còn sự ngu muội lại sinh ra khi oán giận. Tức giận có thể giúp bạn vơi đi áp lực nhất thời, nhưng không thể mang cho bạn niềm vui mãi mãi. Khi các bậc cao nhân đối diện với oán giận, họ thường tự hỏi chính mình 3 điều sau. 1. Việc này có thật sự quan trọng đến vậy hay không? Khi lý tính sinh ra cũng là lúc mình nhận ra, hóa ra đây chỉ là việc nhỏ hóa to. 2. Việc này có cần phải tức giận đến mức vậy hay không? Tức giận rồi có tác dụng gì chăng? Khi hỏi lòng mình điều này sẽ giúp bạn giảm đi sự tức giận, thậm chí là loại bỏ nó. 3. Lúc này có thể làm việc gì hữu ích hơn không? Có thể ra ngoài đi dạo, hít thở không khí bên ngoài, tĩnh lặng nhìn vào chính nội tâm của mình, hỏi xem mình đang muốn gì. Và xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã lắng nghe.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã dành trọn những thời gian quý báu của mình để theo dõi bài viết này. Mình xin được gửi lời chúc tới tất cả quý vị và các bạn sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe và đạt được nhiều thành tựu trong công việc của mình. Nếu các bạn có ý kiến về bài viết, các bạn hãy để lại xuống phần bình luận của bài viết và những lời khuyên của các bạn sẽ giúp mình không ngừng hoàn thiện và phát triển hơn nữa. Hãy thường xuyên ghé thăm kênh của mình để đón xem những video mới nhất các bạn nhé. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bài viết tiếp theo.